hơi lạnh lạnh này. Thì tại ở Sydney khí hậu nó cũng ấm hơn là những cái vùng khác, cho nên là cái lá nó chuyển đổi theo cái màu vàng với màu đỏ nó cũng hơi chậm hơn. Bây giờ là cuối mùa thu nó hơi lạnh lạnh cho nên là lá nó chuyển thành màu đỏ. Cả nhà có thấy phía sau Châu là cái cây lá màu đỏ rất là đẹp đó. Thì bắt đầu mùa thu thì trời nó không có lạnh lắm cho nên là cây nó vẫn còn lá xanh. Bây giờ là lá nó mới chuyển màu đỏ cho nên Châu mới đi ra ngoài cho quay cho cả nhà xem đó. Cái động đồn này thì cái cây thì nó rất là nhiều, nhưng mà tùy cây, có cây lá nó màu đỏ, có cây lá nó màu vẫn còn màu xanh. Giống như phía xa kia thì cái cây đó cũng còn là màu vàng đó. Phía dưới đây nè, cây vẫn còn màu vàng. Cây này nhìn cũng giống cây lá phong ha, nhưng mà không phải cây cây phong đâu mọi người. Cây này là cái cây bản xứ ở Úc nè, mình cũng chưa có tìm hiểu cái tên của nó là cái cây gì nữa. Cây này mọc rất là nhiều là ở Úc, ở đường xá nào cũng có hết á. Nhìn gần cái lá đó nè, cũng hơi giống giống lá phong ha. Cái con đường này nếu mà mình chạy xe mình nhìn mới rất là đẹp, mình đi bộ thì nó bị cái tầm nhìn nó bị có một bên thôi, còn mình chạy xe mình nhìn thấy hai bên cái hàng cây nó rất là đẹp. Bây giờ trời cũng khoảng 3 giờ mấy 4 giờ chiều rồi đó, còn nắng nhưng mà hơi lạnh. Những cái cây đang đổi màu đây rất là đẹp, cây đổi màu vừa màu cam, màu xanh, màu vàng, quá đẹp luôn. Cái cây này chắc nó ngủ đông rồi, khô queo à. Cái phần ngọn nó bắt đầu đỏ hơn, còn cái phần lá mà nó khuất nắng thì nó vẫn còn xanh. Cây này là có hai màu luôn nè, rất là đẹp ha. Cả nhà, chiếc lá mùa thu. Đây nó to cả mặt mình. Cái lá này là chưa có to lắm. Mình không biết cây này là cái cây gì mà cái trái nó nhìn đẹp quá chừng luôn. Quá trời đẹp, đỏ đầy cây luôn á. Nguyên cái cây là đỏ rực luôn.
không ha, nó mềm mềm. Camellia, cây hoa trà này cả nhà. Trời mà lạnh á là cây này nó nở hoa nhiều dữ lắm luôn á, mà nó cũng mau tàn lắm. Mình rất là thích nhà mà có dây leo giống như nè. Cái dây leo này cái lá nó cũng hơi giống giống như cái lá của cái cây cây phong á. Bông nở quá chừng luôn nè. Đầy cây luôn. Nhà có hàng dây leo, cái dây leo này cũng chuyển màu nè, màu xanh, màu vàng, màu đỏ. Đây là qua cái nhà khác, nhà này cũng có dây leo. Cái đường cây đẹp ghê. Mùa thu ở Úc bắt đầu từ tháng 3 đến hết tháng 5, nhiệt độ trung bình ban ngày từ 18 độ C đến 24 độ C. Không giống như ở Việt Nam có hai mùa mưa và nắng, ở Úc mưa và nắng rất thất thường, nên người dân ở Úc hay xem thời tiết mỗi ngày để chuẩn bị mặc đồ cho thích hợp và mang theo ô nếu cần thiết. Mời cả nhà cùng ngắm cảnh cây chuyển màu ở Sydney vào những ngày cuối thu nha. Thank you.
Thank you.